Thưa quý vị và các bạn, để tạo thuận lợi cho người dân nông thôn, người dân tộc miền núi, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, tiếp cận, hiểu biết đúng các quy định của pháp luật và ý thức được vai trò quan trọng của pháp luật trong đời sống, cải tiến và khắc phục những thiếu sót trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn. Đây là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đặt ra. Chuyên mục Pháp luật và đời sống tháng 9 năm 2014, chúng tôi có phóng sự phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tỷ lệ dân số khu vực nông thôn vẫn là chủ yếu, trình độ dân trí chưa thực sự đồng đều, do đó việc hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong phổ biến giáo dục pháp luật cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn, người dân tộc miền núi, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, tiếp cận, hiểu biết đúng các quy định của pháp luật và ý thức được vai trò quan trọng của pháp luật trong đời sống. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người nông thôn đã được các cấp các ngành quan tâm, thực hiện, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, làm chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Phát huy từ những đặc thù của đối tượng này như làm nghề nông là chính, sử dụng đất nông nghiệp làm tư liệu sản xuất, trình độ học vấn nhiều người còn ở mức trung bình hoặc thấp hơn. Để pháp luật dễ đi vào lòng người, đáp ứng được việc truyền tải thông tin, tuyên truyền trong thời lượng ngắn, phù hợp với thời gian làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân nông thôn, thì bên cạnh hình thức tuyên truyền qua lớp tập huấn, qua biên soạn, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, bản tin, sách hỏi đáp pháp luật, qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Tại những buổi sinh hoạt chi bộ, tổ hội của các đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, đều được lồng ghép để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật, các quy định mới sát với thực tế ở cơ sở. Bằng phương pháp tổ chức các tờ rơi để tuyên truyền bài vở trên đài truyền tiếng đài phát thanh của xã, địa phương, thì với các nội dung chính là tuyên truyền pháp luật về nông nghiệp, phát triển nông thôn, cũng như là các cái quy định, quy chế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đối với những người nông dân lao động sản xuất ra hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa, chế biến hàng hóa, buôn bán cũng như là vận chuyển, từ đó đã tạo cho nông dân hiểu biết thêm được về những cái pháp luật trong quản lý nông nghiệp, và là những người trực tiếp làm ruộng, làm ra những cái sản phẩm thì người nông dân đã hiểu và nhận được ra rằng là trong vấn đề sản xuất nông nghiệp ra thì chúng ta cũng có những cái quy định về quản lý, sản xuất, chế biến và buôn bán, đã giúp người dân hiểu rõ hơn về cái quyền hạn cũng như trách nhiệm của mỗi một người nông dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách mảng tuyên truyền pháp luật tại khu vực nông thôn, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Bình quân mỗi năm mở được trên 1.000 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho nông dân, đặc biệt là các xã khó khăn thuộc chương trình 135, chú trọng lựa chọn, phổ biến các văn bản về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đặc biệt là các quyền bầu cử, ứng cử, hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hộ tịch, luật dân sự, luật đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng làng văn hóa, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, trật tự an ninh công cộng, an toàn giao thông. Cùng đó, việc trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân nông thôn cũng được đặc biệt quan tâm, bởi đây cũng là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật hữu hiệu đến với người dân. Năm 2013, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh và hai chi nhánh thuộc Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, tổ chức được 53 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 117,7% so với kế hoạch năm 2013. Có tổng số gần 1.600 người dân đến tham dự, tư vấn tại chỗ cho 419 người với 440 việc. Tại các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, ngoài hình thức tư vấn pháp luật, trung tâm và các chi nhánh còn cấp phát miễn phí tờ gấp pháp luật cho các đối tượng đến tham dự. Hiệu quả từ hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động không chỉ dừng lại ở việc giải thích vướng mắc, bức xúc pháp luật cho nhân dân. Trợ giúp pháp lý lưu động còn góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân,
giải tỏa những vướng mắc giữa nhân dân với cán bộ, công chức, chính quyền cơ sở. Trợ giúp pháp lý lưu động đã thực sự trở thành kênh thông tin tuyên truyền bổ ích, thiết thực về chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý và nhiều lĩnh vực pháp luật quan trọng đến với người dân. Giúp người dân ở tại cơ sở tiếp thu kịp thời, toàn diện các kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Qua đó, thực hiện tốt các quyền và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với những vùng nông thôn thuộc khu vực giải phóng mặt bằng, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến như công khai chính sách bồi thường, niêm yết phương án đền bù của từng hộ, chính sách khen thưởng, làm cho nhân dân hiểu và tự giác chấp hành, đồng thời hạn chế tình trạng tiêu cực trong giải phóng mặt bằng xảy ra. Việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn đã được lồng ghép với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí ở địa phương. Xây dựng phong trào nông dân chấp hành pháp luật thông qua chủ trương xóa đói giảm nghèo ở nông thôn và miền núi. Vì vậy, trong những năm qua, nhận thức về pháp luật của người dân nông thôn đã được nâng lên rõ rệt, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, góp phần hoàn thành các tiêu chí kinh tế xã hội ở địa phương. Nội dung phổ biến pháp luật tập trung tuyên truyền các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, bảo vệ phát triển rừng, thủy sản, thủy lợi, đê điều, kinh tế hợp tác và phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, các quy định về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ trẻ em, ma túy, mại dâm và các quy định khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số được chú trọng tuyên truyền. Đặc biệt là trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chị em phụ nữ vùng nông thôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặc biệt quan tâm. Căn cứ vào cái sự chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống hội và yêu cầu các cấp hội sẽ triển khai theo cái bám theo sát theo sự chỉ đạo của tỉnh. Cụ thể là thứ nhất, trong công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền cho đội ngũ ban chấp hành cũng như cán bộ hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã tổ chức xây dựng các mô hình điểm, đặc biệt là mô hình về câu lạc bộ phụ nữ nông thôn với pháp luật, và duy trì tốt các câu lạc bộ mà hiện nay hội đang làm. Đó là cái câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc tổ phụ nữ không có hội viên chồng con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật, và câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, vân vân. Thông qua các câu lạc bộ phụ nữ nông thôn với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hội viên phụ nữ không có người vi phạm pháp luật, các chị phụ nữ được tiếp cận với các quy định của pháp luật thông qua những buổi họp, buổi sinh hoạt chi tổ hội, để từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, tự bảo vệ bản thân và gia đình. Câu lạc bộ phụ nữ nông thôn với pháp luật của thôn núi xã Quân Lưu, huyện Bình Xuyên được thành lập từ tháng 8 năm 2014, có 50 thành viên. Đặc thù của câu lạc bộ là nhiều chị em đi làm ở các công ty nên thường xuyên tổ chức sinh hoạt vào buổi tối và chủ nhật. Nhằm mục đích là để vận động các chị em vào cái câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật để tuyên truyền rộng rãi cho chị em hiểu biết về pháp luật và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, để cho chị em hiểu biết được như vừa rồi trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã có trường hợp buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc, thì chúng tôi cũng nắm bắt được cái tuyên truyền của công an huyện thì để đi vận động các gia đình có con mới tuổi trưởng thành để bảo vệ cho chính bản thân mình và gia đình mình. Mục đích của câu lạc bộ là tập hợp thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ nông thôn tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện cho phụ nữ được trao đổi kiến thức về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để nắm bắt kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, tư vấn pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho phụ nữ để có thể tự bảo vệ mình và chấp hành pháp luật, góp phần vào phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Từ khi chúng tôi được vào với câu lạc bộ mới sinh hoạt được gần 2 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình được vào tham gia câu lạc bộ, chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu, được nghiên cứu các chính sách pháp luật và cũng như được học hỏi, trau dồi nghiên cứu lẫn nhau. Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan sát sườn đến chị em phụ nữ như luật hôn nhân gia đình,
luật phòng chống bạo lực gia đình, cũng như các quyền lợi sát sườn khác như luật đất đai. Chúng tôi được tìm hiểu, chúng tôi được gắn bó với nhau hơn qua các buổi sinh hoạt định kỳ như buổi sinh hoạt định kỳ hôm nay. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền các chính sách văn bản pháp luật mới phù hợp, nâng cao hiểu biết pháp luật của thành viên câu lạc bộ, cung cấp những thông tin về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trang bị những kiến thức về pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm của hội viên phụ nữ cho các thành viên câu lạc bộ để từng bước được nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật. Trang bị các kiến thức kỹ năng tuyên truyền cho các thành viên câu lạc bộ để trở thành những tuyên truyền viên pháp luật, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện các nội quy quy định, tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương. Chúng tôi có một số những cái biện pháp, những cái mô hình để mà chúng ta thực hiện những cái đưa pháp luật đến với chị em phụ nữ. Thứ nhất là hàng tháng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi cũng đã họp ban chấp hành phụ nữ rồi phổ biến cho từng chị em phụ nữ trong ban chấp hành. Và cái thứ hai nữa là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, ban thường vụ cũng đã chỉ đạo các chi hội là thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đến cho chị em thông qua lồng ghép bằng và các chương trình định và các định kỳ hàng tháng là họp ban chấp hành phụ nữ hàng tháng là định kỳ 3 tháng một lần để phổ biến giáo dục pháp luật, và cũng lồng ghép, đặc biệt là cũng lồng ghép vào cái chương trình 20 tháng 10 mùng 8 tháng 3. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra một số giải pháp như sau. Thì chúng tôi thấy rằng là cần phải tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa, cho nhất là với các đối tượng mà trong đó là đối tượng phụ nữ nông thôn, và phù hợp với tùy từng điều kiện địa phương cho nó có những cái hình thức tuyên truyền cho nó phù hợp. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phải nâng cao cho cái đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên của hội để làm thế nào chị em là những người cái truyền tải được những kiến thức về pháp luật để tới hội viên một cách đầy đủ nhất và chính xác nhất. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ duy trì tiếp nhân diện các mô hình câu lạc bộ, mà cái câu lạc bộ phụ nữ, đặc biệt là câu lạc bộ phụ nữ nông thôn với pháp luật. Hiện nay chúng tôi mới được 15 câu lạc bộ, nên năm nay từ giờ cuối năm và sang năm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục nhân diện làm nào để tới được 100% các huyện trên địa bàn trong tỉnh. Bên cạnh những kết quả trên thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật của nông dân còn hạn chế, số đông nông dân ít có điều kiện tiếp cận với pháp luật và các dịch vụ pháp lý của nhà nước. Để khắc phục những khó khăn và hạn chế nêu trên, và đồng thời nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, trong giai đoạn hiện nay, cần đưa ra một số giải pháp sau. Nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn như bồi dưỡng, cung cấp kiến thức pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, về chính sách dân tộc, về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Sử dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, như mở các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong buổi họp, tuyên truyền miệng cá biệt, tuyên truyền phổ biến pháp luật qua báo chí, mạng lưới truyền thanh cơ sở, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ nông dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, xử lý các vi phạm pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn. Với những giải pháp trên, hy vọng rằng trong thời gian tới, công tác phổ biến pháp luật sẽ đến được đông đảo người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh, từng bước tạo được chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, nâng cao nền pháp chế xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay. Chuyên mục pháp luật và đời sống của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.